Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chụp những cái cảnh đẹp tại quận Jinchan nha. Những cái nhiệm vụ này á, nó đều tăng những cái kinh nghiệm trong cái chuỗi nhiệm vụ gọi là thám hiểm của anh em ha. Thì anh em có nhiều anh em làm hết để nó tăng được nhiều cái kinh nghiệm ha. Trước tiên là anh em chụp cái đầu rồng này nha. Thì anh em thấy cái đầu rồng này thì chụp thôi, tọa độ thì ở đâu cũng được, không có cần nhất thiết nó phải giống nhau. Còn anh em muốn giống nhau thì anh em cứ nhập tọa độ giống y chang như mình. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái camera lên. Ok, tắt cái thám linh đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chụp nha. Nó hơi vướng cái cánh mình chút xíu nhưng mà không sao đâu, mình cũng không cần đẹp lắm, chỉ cần làm xong nhiệm vụ là được. Rồi tiếp theo thì để mà mình đi cho nó lẹ lẹ chút xíu thì mình sẽ không có tự bay đâu, mình sẽ nhập những cái tọa độ cho nó đi tới chỗ đó rồi mình làm luôn ha. 10062 mình chụp cỡ lẹ anh em. Hai cái cây này nó sát nhau luôn mà mình quên. Rồi anh em chụp cái cây màu đỏ đỏ này giùm mình nha. Cây này là cây tử đồng. Bật camera lên. Chờ mình tí xíu. Đó. Chụp cái nè. Ok luôn. Đó ra. Rồi bây giờ tiếp theo đó là một cái bức tượng, anh em chụp một cái bức tượng nha. Nhưng mà anh em không biết nó nằm đâu thì thôi nhập đại giống mình đi, để cho nó bay lại cho lẹ. Anh em muốn chụp đẹp á, thì cứ nhấn vô ngay chỗ cái nút chụp hình này luôn thì nó sẽ tự chụp nè. Đó, tự nó có những cái view đẹp cho anh em, nó xóa hết những cái thể thừa bên ngoài. Đó, ok. Rồi, tiếp theo đó là cái đồng cỏ nha anh em. 872 535. Ok, khi mà anh em bay tới đây á, thì anh em quay cũng không thấy cái gì để mà mình chụp hết đúng không? Anh em chạy tới đây nè, bay ngược về đây, đây có cái bảng hiệu nè, anh em thấy không? Anh em bấm vô cái bảng hiệu nha. Đó, đây là cái view chụp của nó nha. Đồng cỏ Huỳnh Khê. Anh em bấm vào. Rồi vậy thôi. Giờ mình sẽ tiếp tới một cái tọa độ khác ha. 1020 nha anh em. 402. Cái này anh em sẽ chụp một cái bờ biển đá. Cái chi tiết chụp của nó cũng khó biết lắm. Mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà mình sẽ tìm nha anh em. Rồi sau khi mà bay tới đây rồi thì mình anh em bay theo mình nha. Bay tới ngay chỗ ngay có cái cổng này nè. Bay xuống. Đây nó có một cái biểu tượng chụp nè, anh em bấm vào. Khó biết lắm theo anh em. Bấm chụp nha. Nó lấy toàn view vậy mới được á. Rồi anh em bay lên đi, nhập cái tọa độ khác của mình nha. 560.
386. Lộn rồi anh em. Thế mình bấm lộn anh em nhắc mình chứ. Cái địa điểm này nó không tìm được là sao? Rồi nếu mà không tìm được thì dễ lắm. Anh em bay dương đây đi. Anh em đáp xuống. Rớt xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập lại. 560 386. Tuy rằng nó nói tìm được nhưng mà nó sẽ chạy đi nha anh em. Tại sao không đường nhiều mà nó bay không được ta? Ở chụp cái miếu này nè anh em. Mình thử mình chụp bằng cam thường thôi được không nha? Vẫn được nha anh em. Anh em khỏi có đi kiếm cái biểu tượng chụp á, kiếm cái biểu tượng chụp á thì nó cực. Đúng không? Còn muốn chụp như mình cho lẹ thì bấm vô về thôi. Đó, nhận được 30 FSEP kinh nghiệm. Rồi, vậy đi cho lẹ. Bay luôn qua đường ha. Rồi tao đổi tiếp theo nha anh em. 1164. Tiếp theo đó là 830. Hơi xa. May là nãy bật cánh lên bài quá. Đây. Cái chỗ nó đây. À nhưng mà ở đây nó có cái điểm chụp luôn nè. Cái này nó lợi hơn. Ok, chụp. Đẹp hơn mình chụp bình thường. Mình bật cái máy chụp của mình thì nó cùi hơn một chút. Rồi tiếp theo là mình sẽ chụp kính hoa đàm. Anh em nhập địa chỉ với mình nha. 984 859. Nếu mà mình kiếm cái chi tiết chụp để cho chụp nó đẹp đẹp chút xíu, không có thì thôi. Anh em cứ chụp đại đi. Không chụp được luôn em ơi. Đó, ok. À cái này mình có chụp rồi nha anh em. Chắc mình đi làm nhiệm vụ gần đây á. Rồi. Tại mình hay đi làm nhiệm vụ, mình thấy gì mình chụp cái đó luôn cho nó tiện. Tiếp theo là suối bất tử đi. Chắc cái suối bất tử này mình cũng chụp rồi nè. Mà để bấm cho anh em xem một lần. 988-1034 nha. Mình quên đọc nữa. Tới đây mình nhớ đường á, mình bay vô luôn. Còn anh em nào mà kiểu như không biết thì cứ nhập lại cái địa chỉ hồi nãy mình mới đọc đó nha. Nhập địa chỉ đó đi rồi bay, tự bay vô đây mình chụp. Ok. Rồi, bay lên cao đi chắc cú luôn. Đây cây không. Rồi một chi tiết cuối cùng nha anh em. Một tọa độ cuối cùng. 1064 và 1126. Ok. Ở đây chụp cái gì thế? Gì vậy anh em? Mình chưa biết luôn. Bay xuống rồi nào. À
khỏi lăng tăng người ta chụp cái gì đây. Nó có sẵn cái đồ bấm chụp hình này, mình bấm vô. Trời, chụp gì vậy? Quán trọ yêu tinh, chụp gì cũng thấy gì hết vậy? What the... Ok, miễn sao làm được là được nha anh em. Rồi, hồi nãy giờ mình đã làm cái video những cái cảnh đẹp cần phải được chụp. Nhớ nha, là cần phải được chụp khi mà anh em muốn làm nhiệm vụ thám hiểm. Thì anh em cứ chụp hết cho mình. Thì sau này nó có mấy nhiệm vụ dẫn đi từ từ á, thì nó khỏi dẫn, anh em khỏi phải đi lẻ tẻ vậy luôn, đi chụp một lần vậy luôn. Rồi, nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.